Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục qua phần chương thứ 9 là các nghiệp vụ ngân hàng khác. Như các bạn cũng biết, ngoài các nghiệp vụ về tín dụng, huy động và thanh toán cơ bản, ngân hàng còn thực hiện một số các nghiệp vụ khác. Đây là các nghiệp vụ kinh doanh được mở rộng theo chức năng của mô hình ngân hàng bán lẻ đa năng hiện đại. Liên quan đến việc sử dụng các dịch vụ của ngân hàng để tài trợ cho các hoạt động thông thường hoặc quản lý tài chính, đầu tư, thanh toán, phát triển các dịch vụ kinh doanh ngân hàng khác là cũng điều kiện để ngân hàng mở rộng cái khả năng đáp ứng cái nhu cầu đa dạng của công chúng, khai thác hiệu quả sự phát triển của hệ thống thị trường tài chính, qua đó làm gia tăng ảnh hưởng, mở rộng thị phần, làm tăng lợi nhuận, nâng cao hiệu quả kinh doanh và có nhiều cơ hội để mở rộng bán chéo sản phẩm. Nghiên cứu phần chương này, chúng ta sẽ tuần tự làm rõ một loạt các cái nghiệp vụ sau đây. Trước tiên, ta sẽ tìm hiểu yêu cầu chung về nghiệp vụ ngân hàng khác. Sau đó, chúng ta sẽ tuần tự đi vào các nghiệp vụ như là khách hàng cá nhân, nghiệp vụ ngân hàng điện tử, nghiệp vụ kinh doanh bất động sản, nghiệp vụ kinh doanh bảo hiểm, nghiệp vụ ủy thác và tư vấn, nghiệp vụ ngân hàng đầu tư, nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán và nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối. Mục đích nghiên cứu về phần chương này nhằm trước tiên là trang bị cho bạn một số kiến thức về lý luận, đặc tính kỹ thuật, kỹ năng tính toán về hệ thống sản phẩm và các dịch vụ cung ứng khác của ngân hàng. Tiếp đó sẽ cung cấp quy trình về nghiệp vụ khách hàng cá nhân, kinh doanh bất động sản, bảo hiểm, ủy thác, tư vấn, đầu tư, chứng khoán và ngoại hối. Đây cũng là cái cơ sở để chúng ta nắm vững các cái nghiệp vụ về kinh doanh của ngân hàng khác và khai thác hữu hiệu các cái kỹ năng tính toán từ kiến thức tài chính, bảo hiểm, đầu tư, ngoại hối có liên quan giúp nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Phần này cũng có rất nhiều các văn bản pháp lý chi phối. Các bạn có thể tìm hiểu thêm một số các cái văn bản có liên quan như Nghị định 11 năm 1999 ban hành danh mục chi tiết các hàng hóa được lưu thông trong thương mại. Quyết định 88 năm 2000 quy định về các hàng hóa cấm lưu thông, dịch vụ thương mại cấm thực hiện. Thông tư 07 năm 2012 về quy định trạng thái ngoại tệ đối với ngân hàng nước ngoài. Thông tư 20 năm 2011 về mua bán ngoại tệ tiền mặt của cá nhân đối với tổ chức tín dụng được phép. Thông tư 02 năm 2012 về hướng dẫn giao dịch hối đoái giữa ngân hàng nhà nước và các cái tổ chức tín dụng chi nhánh cái ngân hàng nước ngoài. Thông tư 03 năm 2012 quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Ta sẽ tuần tự đi vào làm rõ vấn đề này. Trước tiên, ta đi vào phần nghiệp vụ thứ nhất là nghiệp vụ khách hàng cá nhân. Trong phần này, chúng ta sẽ tuần tự làm rõ về đối tượng, nghiệp vụ huy động vốn, nghiệp vụ về cho vay, nghiệp vụ thẻ và một số các nghiệp vụ khác. Đối tượng phục vụ của nghiệp vụ khách hàng cá nhân, ta hình dung đây là những khách hàng cá nhân mà có cái tâm lý hơi ngại rủi ro, phiền phức khi giao dịch tiền bạc với ngân hàng. Cũng có thể đó là những người có thu nhập cao, sợ lộ thông tin hoặc những cái người có thu nhập thấp và mặc cảm. Số lượng tài khoản và số hồ sơ giao dịch thì thường lớn nhưng doanh số giao dịch thấp. Số lượng khách hàng đông nhưng lại phân tán rộng khắp, do đó làm cho các chi phí về phục vụ cũng gia tăng. Trước tiên ta đi vào phần nghiệp vụ huy động vốn của khách hàng cá nhân. Về cơ bản, đối với cá nhân thì nghiệp vụ huy động vốn khá đa dạng, chủ yếu dưới các dạng tài khoản tiền gửi thanh toán, tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn và các cái sản phẩm như tiền gửi tiết kiệm,
bằng kỳ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi, rồi tiết kiệm tích lũy dự thưởng, tiết kiệm bậc thang. Về đặc điểm của sản phẩm khách hàng cá nhân thì nổi lên mấy vấn đề mà chúng ta có thể nhận dạng được. Đó là nó giúp cho khách hàng có thể tận dụng được các nguồn vốn hiệu quả từ những mức lãi suất khá hấp dẫn. Khách hàng được miễn phí chuyển khoản trong hệ thống ngân hàng, đảm bảo cho việc vay vốn hoặc là bảo lãnh cho bên thứ ba vay vốn. Có thể phục vụ cho thanh toán tại chỗ, khách hàng có thể dễ truy vấn thông tin thông qua các cái dịch vụ e-banking, mobile banking, SMS banking. Có thể sử dụng vượt quá cái số dư qua tiền ít thu chi, hoặc cũng giúp có thể tăng thu nhập khi sử dụng kết hợp các cái gói dịch vụ mà quản lý tiền. Phương thức trả lãi, tiền lãi thì sẽ được tự động ghi có vào trong cái tài khoản định kỳ vào ngày cuối tháng. Các cái giao dịch thực hiện qua tài khoản gửi hoặc rút tiền mặt thì bao gồm kể cả chuyển khoản và thanh toán chuyển khoản. Khi sử dụng các cái loại nghiệp vụ này thì cái hồ sơ mở tài khoản huy động của khách hàng cá nhân thì sẽ bao gồm có 4 loại sau đây. Một, đó là giấy đề nghị mở tài khoản. Thứ hai là giấy đề nghị chuyển đổi tài khoản. Thứ ba, hồ sơ chứng minh tư cách pháp lý của tổ chức, thường là chỉ có chứng minh nhân dân. Và thứ tư là hồ sơ chứng minh tư cách đại diện hợp pháp của chủ tài khoản. Các cái sản phẩm về huy động vốn đối với khách hàng cá nhân ngày hôm nay cũng khá đa dạng. Về cơ bản, chúng ta có thể thấy qua 8 loại sau. Một, đó là các tài khoản tiền gửi thanh toán. Hai là các tài khoản tiền gửi linh hoạt. Ba là tài khoản lãi suất lũy tiến. Bốn là tài khoản ký quỹ. Năm là tài khoản tiền gửi có kỳ hạn thông thường. Sáu là tài khoản tiền gửi lãi trao ngay. Bảy là các chứng chỉ tiền gửi ngắn hạn. Tám là tài khoản tiền gửi tích lũy tự động. Đối với là cái nghiệp vụ về cho vay khách hàng cá nhân thì trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu về yêu cầu chung, quy trình cho vay và các sản phẩm cho vay đối với khách hàng cá nhân. Về yêu cầu cho vay đối với khách hàng cá nhân thì đòi hỏi phải xác định được cái thời hạn cho vay và trả nợ thu nợ phù hợp. Thì việc xác định này sẽ căn cứ vào chu kỳ sản xuất kinh doanh, thời hạn thu hồi vốn của dự án đầu tư, khả năng trả nợ của khách hàng và nguồn vốn cho vay của ngân hàng. Tuy nhiên thì cái khoản cho vay này cũng sẽ giới hạn là thường không cho vay đối với các đối tượng bị cấm theo quy định, hoặc không cho vay không có đảm bảo, hoặc cũng có cái chế độ là không ưu đãi về lãi suất, về mức cho vay, đặc biệt đối với các tổ chức về kiểm toán của ngân hàng, thanh tra viên và kế toán trưởng. Quy trình về cách cho vay khách hàng cá nhân thì chúng ta thấy nó cũng gần giống như là cái quy trình về cho vay đối với lại khách hàng về tiêu dùng. Đó là đầu tiên khi khách hàng mà xin vay thì sẽ thông qua cái việc phỏng vấn, rồi sau đó sẽ có một cái đánh giá sơ bộ. Thì qua đánh giá sơ bộ này, nếu mà coi như là ngân hàng thấy không đồng ý đó, thì sẽ từ chối hoặc là trì hoãn và yêu cầu cung cấp thêm thông tin. Nếu mà đạt yêu cầu thì đề nghị là cung cấp tiếp một loạt các cái mẫu hồ sơ. Rồi từ các mẫu hồ sơ này thì ngân hàng sẽ tiến hành hỗ trợ để hoàn thiện. Rồi sau đó ngân hàng sẽ tiến hành kiểm tra cái lịch sử quan hệ tín dụng. Nếu mà coi như là không đạt thì sẽ chuyển qua từ chối. Tiếp tục sẽ kiểm tra cái hồ sơ cũng tương tự, nếu không đạt thì cũng từ chối. Nếu mà coi như kiểm tra hồ sơ mà thấy là coi như là có thể đạt
và cần phải làm rõ thêm thì yêu cầu bổ sung thêm thông tin. Và sau đó nếu hồ sơ hoàn thiện thì chấp nhận và chuyển sang cái quy trình về thẩm định tín dụng. Sản phẩm cho vay khách hàng cá nhân cũng khá đa dạng như là cho vay thanh toán tiền điện, thường là thời hạn cho vay từ 3 tới 6 tháng, trả nợ và trả gốc vào cuối kỳ, còn lãi thì sẽ trả hàng tháng. Hoặc là cho vay mua xe thế chấp bằng chính cái xe mua. Thời hạn thường cho vay có thể lên đến 36 tháng, không cần công chứng cái tài sản đảm bảo. Tỷ lệ cho vay cao có thể lên đến tới 70% cái giá trị xe. Hoặc là các dự án tài trợ đặc biệt đối với doanh nghiệp á, vừa và nhỏ. Nguồn á, là từ GBIS hoặc là JICA. Đây là các cái nguồn vốn từ các cái ngân hàng của Nhật Bản. Đối tượng là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, có thể cho vay trung và dài hạn với lãi suất ưu đãi. Thời hạn ân hạn vốn tối đa là 2 năm, kỳ hạn trả vốn lãi linh hoạt cũng tùy vào khả năng trả nợ của doanh nghiệp. Loại thứ ba đối với lại nghiệp vụ về cho vay khách hàng cá nhân đó là nghiệp vụ thẻ. Thường khi cho khách hàng cá nhân vay với thẻ thì nó có rất là nhiều dạng, nhưng tập trung lại chủ yếu dưới một số các dạng sau. Đó là thẻ rút tiền từ máy ATM hoặc các cái máy POS, thẻ tín dụng credit card hoặc là thẻ tín dụng quốc tế như là Visa credit hoặc là Mastercard, thẻ thanh toán quốc tế là Visa debit, thẻ đồng thương hiệu VNPay hoặc là thẻ ghi nợ debit card. Bên cạnh đó cũng có một số các sản phẩm khác dành cho khách hàng cá nhân như là các sản phẩm và dịch vụ hiện đại như là phone banking, internet banking, home banking và e-banking. Thứ hai là các cái dịch vụ về thanh toán, chuyển tiền mang tính chất truyền thống như chuyển tiền bằng điện TNT, chuyển tiền CAD, dịch vụ về kiều hối, dịch vụ ngân quỹ. Thứ ba đó là các dịch vụ thu hộ và chi hộ như là thu hộ tiền mặt, chi hộ tiền mặt, thu chi tiền hóa đơn, thanh toán hóa đơn, chi hộ lương, hoa hồng, quản lý tài khoản tiền gửi tập trung. Loại thứ hai đối với nghiệp vụ khác đó là nghiệp vụ ngân hàng về điện tử. Về cơ bản, dịch vụ ngân hàng điện tử thường thì sẽ có bốn hình thái. Đó là brochure ware, hai là e-commerce, ba là e-business và bốn là e-pen. Thì trong phần này chúng ta sẽ tuần tự tìm hiểu các cái dịch vụ và phương tiện ngân hàng điện tử. Thứ hai là các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng điện tử. Và ta cũng tìm hiểu thêm cái phát triển sản phẩm và dịch vụ ngân hàng điện tử. Thứ tư là luật kinh doanh ngân hàng điện tử. Về dịch vụ và phương tiện ngân hàng điện tử thì có các cái dịch vụ ngân hàng điện tử như call center là dịch vụ 24 trên 24 qua điện thoại cố định của ngân hàng, hoặc là phone banking cũng qua điện thoại cố định, rồi mobile banking thì thường thanh toán qua điện thoại di động, home banking thì thanh toán qua mạng nội bộ intranet của ngân hàng, internet banking thì thanh toán qua website của ngân hàng. Thứ hai, các cái phương tiện về ngân hàng điện tử thì có một số các cái công cụ có thể là thực hiện để thanh toán, như ngày hôm nay chúng ta cũng biết đó là tiền điện tử hay còn gọi là digital cash, hoặc là check và hối phiếu điện tử ta còn gọi là digital check, thẻ thông minh ta còn gọi đó là storage value smart card. Các cái sản phẩm về dịch vụ ngân hàng điện tử thì có khá đa dạng như là e-banking, đó là cái kênh phân phối dịch vụ ngân hàng qua mạng internet.
M-Banking là cung cấp thông tin lãi suất, tỷ giá và các dịch vụ trực tuyến. 3. SMS Banking là cung cấp thông tin về sản phẩm dịch vụ của ngân hàng và thông tin về tài khoản của khách hàng. 4. Là giao dịch bằng các hình thức fax như là nghiệp vụ thanh toán quốc tế, nghiệp vụ giao dịch tài khoản, nghiệp vụ về tín dụng, nghiệp vụ về bảo lãnh. Ở các nước trên thế giới thì cái sản phẩm dịch vụ về ngân hàng điện tử cũng phát triển rất là mạnh. Ngoài một số hình thái trên thì ở các nước còn có các dịch vụ như là cung cấp thông tin về tài khoản, dịch vụ ngân hàng điện toán, rồi thẻ ghi nợ, thanh toán trực tiếp, gửi và thanh toán hóa đơn điện tử, hoặc là thẻ trả lương, ghi nợ được ủy quyền trước, dịch vụ về đầu tư, dịch vụ cho vay tự động, dịch vụ ngân hàng tự phục vụ. Liên quan tới vấn đề này đó, thì cũng gần đây ở các nước cũng đưa ra khá nhiều các cái ràng buộc về pháp luật đối với sản phẩm dịch vụ của ngân hàng điện tử, như là luật về chữ ký điện tử, hướng dẫn số 199 xuyệt 93 IC, hoặc hướng dẫn 2000 46 IC về tổ chức kinh doanh tiền điện tử, hoặc là cái quy định về an toàn điện tử của IC 2001 về mạng lưới thông tin, luật ngân hàng và các giao dịch tài chính điện tử Lipanon, hoặc là CHESS của Mỹ năm 1999 quy định xác minh và lưu trữ hồ sơ điện tử, hoặc là các quyết định 44 năm 2002 về sử dụng chứng từ điện tử làm chứng từ kế toán để hạch toán và thanh toán vốn của các tổ chức cung ứng dịch vụ và thanh toán, hoặc là luật giao dịch điện tử năm 2005 và có hiệu lực vào ngày 1 tháng 3 năm 2006, và cuối cùng đó là nghị định 57 năm 2006 hướng dẫn thi hành về cái luật giao dịch điện tử. Thứ tư, về nghiệp vụ kinh doanh bất động sản thì ngân hàng cũng được thực hiện một số các hoạt động về kinh doanh bất động sản như kinh doanh các cái dự án bất động sản, thanh toán mua bán bất động sản, mua bán bất động sản và xây dựng nhà, cung cấp các dịch vụ liên quan đến bất động sản. Về kinh doanh dự án bất động sản thì ngân hàng có thể trực tiếp tham gia kinh doanh các cái dự án về bất động sản. Trong đó các sản phẩm cung cấp cho khách hàng thường có hai dạng. Một là khách hàng phải thanh toán ngay từ 20 tới 30% cái giá trị căn hộ. Phần còn lại, ngân hàng sẽ cho vay trả góp trong khoảng 20 năm. Hiện nay ở tại Việt Nam cũng có ngân hàng đã cho vay tới 30 năm. Thứ hai là khách hàng sẽ bỏ vốn đầu tư bằng 20 tới 30% giá trị căn hộ. Sau 9 tới 10 năm sẽ được sở hữu 100% căn hộ. Về nghiệp vụ thanh toán mua bán bất động sản thì ngân hàng sẽ làm trung gian thanh toán hưởng phí huê hồng trong quá trình mua bán bất động sản giữa các khách hàng. Nghiệp vụ này được thực hiện thông qua tổ chức cái sàn giao dịch bất động sản. Điều kiện để tham gia đó là bên mua và bên bán phải ký hợp đồng với ngân hàng và chịu phí dịch vụ là 0,2% trên trị giá ủy thác thanh toán. Còn ngân hàng cam kết sẽ đảm bảo người mua sẽ nhận được nhà phù hợp với quy định pháp lý và tiến độ thanh toán. Thứ ba là nghiệp vụ cho vay mua bán bất động sản và xây nhà. Thì ngân hàng có thể cho vay để mua bán bất động sản và xây dựng nhà. Điều kiện là mức cho vay tối đa sẽ không vượt quá 70% nhu cầu vốn và không vượt quá 70% trị giá về tài sản đảm bảo tiền vay. Thời gian cho vay tối đa là 20 năm. Thứ hai, tiền vay được bảo đảm có thể bằng chính căn nhà, căn hộ được hình thành từ vốn vay hoặc bằng tài sản đảm bảo khác. Thứ ba, ngân hàng chỉ giải ngân khi khách hàng đã nộp tối thiểu 30% cái giá trị hợp đồng. Và thứ tư là nghiệp vụ cung cấp các cái dịch vụ liên quan đến bất động sản. Ngân hàng có thể tư vấn các dịch vụ về bất động sản cho khách hàng có nhu cầu như
thẩm định giá tài sản bất động sản, cung cấp các dịch vụ pháp lý về bất động sản, cung ứng vật liệu xây dựng, rồi tư vấn thiết kế thi công và quản lý các dự án kinh doanh bất động sản, giới thiệu và quảng cáo về bất động sản, tư vấn mua bán bất động sản, tư vấn về giá cả, rồi mở tài khoản thanh toán để hợp thức hóa nhà và đất ở, dịch vụ chi trả trong mua bán bất động sản, tư vấn tài chính về bất động sản, thông tin tư vấn về thị trường và các dự án bất động sản khả thi. Ngoài các nghiệp vụ trên, thì ngân hàng có thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh về bảo hiểm. Trong đó, ngân hàng sẽ thực hiện về kinh doanh cung ứng một số các dịch vụ bảo hiểm sau. Đó là bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính, bảo hiểm dự thầu, bảo hiểm thực hiện hợp đồng, bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước, bảo lãnh thanh toán và bảo lãnh bảo hành. Thì cơ sở pháp lý cho cái nghiệp vụ này hiện nay đó là Nghị định 100 CP năm 1993 về quy định về kinh doanh bảo hiểm. Khi làm nghiệp vụ này thì trước tiên thì phải ngân hàng phải thực hiện các hợp đồng về bảo hiểm bảo lãnh. Thì khi thực hiện hợp đồng bảo lãnh thì nghiệp vụ này ngân hàng có thể tham gia cùng với các công ty bảo hiểm dưới dạng hợp đồng bảo hiểm bảo lãnh mà có sự cam kết giữa ba bên. Ngân hàng không bảo hiểm cho các rủi ro bất ngờ không lường trước, chỉ bảo hiểm cho các rủi ro trong giao dịch thương mại có bảo lãnh. Sản phẩm bảo lãnh của ngân hàng thường có quy trình bảo hiểm bảo lãnh lâu hơn, mức ký quỹ và tài sản đảm bảo cũng cao hơn so với yêu cầu. Như vậy chúng ta cũng thấy ngân hàng rất có lợi thế về nền tảng khách hàng và kinh nghiệm thẩm định năng lực tài chính, lợi thế từ sự hỗ trợ của các tổ chức tái bảo hiểm để có thể phát triển cái nghiệp vụ này. Thứ hai là các nghiệp vụ bancassurance. Thực hiện nghiệp vụ này, ngân hàng sẽ làm đại lý cho các công ty bảo hiểm để bán các sản phẩm. Đặc điểm là ngân hàng sẽ kết hợp với là các công ty bảo hiểm. Thiết kế thì đơn giản và ngân hàng chỉ bán hộ, không tiếp xúc với khách hàng. Thứ hai, ngân hàng có thể phát triển cái nghiệp vụ này thông qua các dịch vụ thanh toán thẻ, như là qua các thiết bị chấp nhận thẻ, đóng phí và nhận bồi thường qua ATM. Thứ ba là ngân hàng có thể bán các sản phẩm qua các hệ thống như e-banking, direct mail, telemarketing, mobile sale, hoặc thực hiện các nghiệp vụ bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính. Công ty bảo hiểm bồi thường để trả nợ cho khoản vay cho ngân hàng. Và cũng có thể ngân hàng kết hợp để bán các sản phẩm bảo hiểm về hàng hóa xuất nhập khẩu. Và cuối cùng, ngân hàng cũng có thể tham gia khai thác, giám định, bồi thường bảo hiểm tài sản hoặc là thực hiện các cái kỹ thuật về và gián đoạn kinh doanh. Thứ ba, ngân hàng có thể thực hiện các nghiệp vụ về bảo hiểm tín dụng như thực hiện chính sách hỗ trợ về phí bảo hiểm cho khách hàng vay. Ngân hàng có thể hỗ trợ tối đa tới 50% phí bảo hiểm cho các loại tài sản như các tài sản được hình thành từ vốn vay, tài sản về đảm bảo nợ vay. Một số các sản phẩm bảo hiểm tín dụng thông dụng hiện nay như là bảo hiểm lô hàng, bảo hiểm thành phẩm trong kho, bảo hiểm các công trình xây dựng trong cái thời gian đang thi công. Nghiệp vụ kế tiếp của ngân hàng đó là nghiệp vụ ủy thác và dịch vụ tư vấn. Đây cũng là một cái nghiệp vụ mà trong thời gian vừa qua cũng đã rổ lên và phát triển khá mạnh. Tuy nhiên sau một thời gian lo sợ trước những cái sự nó thay đổi đó nè, bị lạm dụng vào các cái mục tiêu xấu để mà đẩy nợ cho nhau, thì ngân hàng nhà nước đã có cái thông tư và cho tạm thời ngừng. Tuy nhiên chúng ta cũng thấy đây là một cái nghiệp vụ có ý nghĩa ở tại ngân hàng. Trong phần này chúng ta sẽ tuần tự làm rõ về thế nào là ủy thác và nhận ủy thác,
đặc điểm của ủy thác, nguyên tắc, nội dung hợp đồng ủy thác. Rồi chúng ta sẽ đi vào từng cái nghiệp vụ, đó là ủy thác cho vay và ủy thác đầu tư. Chúng ta biết trước tiên, ủy thác là việc khách hàng giao cho ngân hàng thực hiện cái nghiệp vụ liên quan đến hoạt động của ngân hàng theo quy định của pháp luật. Đổi lại thì khách hàng phải trả phí ủy thác cho ngân hàng. Còn nhận ủy thác là việc ngân hàng sẽ đứng ra nhận cái nghiệp, thực hiện cái nghiệp vụ liên quan đến hoạt động ngân hàng theo quy định của pháp luật, và ngân hàng sẽ được hưởng cái phí ủy thác do chính bên ủy thác trả. Về đặc điểm, ta thấy cái nghiệp vụ này á, trước tiên đó là có nhiều hình thức. Ví dụ như có thể ủy thác bằng tài sản hoặc bằng tiền để mua máy thiết bị và động sản khác của bên ủy thác, và cái cho thuê tài chính đối với bên thuê. Thứ hai, về thời hạn ủy thác thì nó thường được tính từ cái thời điểm mà bên nhận ủy thác bắt đầu thực hiện cái nghiệp vụ liên quan đến hoạt động ngân hàng cho đến cái thời điểm kết thúc các cái công việc theo hợp đồng nhận ủy thác và ủy thác. Thứ ba, khách hàng khá đa dạng, chỉ cần có liên quan, có thể đó là cá nhân, pháp nhân và có thể bất kỳ cái tổ chức nào khác. Về nguyên tắc khi thực hiện cái nghiệp vụ này thì đòi hỏi khách hàng phải tuân theo cái quy định của luật các tổ chức tín dụng. Thứ hai là phải thực hiện thông qua các hợp đồng ủy thác cho vay. Thứ ba, dư nợ cho vay đầu tư phải được tính từ cái nguồn vốn nhận ủy thác vào cái tổng dư nợ cấp tín dụng. Thứ năm, ngân hàng không được ủy thác lại cho bên thứ ba để thực hiện cho vay. Và cuối cùng là phí ủy thác là do hai bên thỏa thuận với nhau. Nội dung về hợp đồng ủy thác thì nó gồm một số các vấn đề sau đây. Trước tiên đó là tên địa chỉ của hai bên là ủy thác và nhận ủy thác cho vay. Rồi số tiền ủy thác, đối tượng khách hàng vay vốn, các cái nhu cầu vốn và đồng tiền cho vay. Thời gian ủy thác cho vay, thời hạn cho vay đối với khách hàng, lãi suất cho vay, phí ủy thác, cái cơ cấu về thời hạn trả nợ, biện pháp bảo đảm tiền vay. Rồi cái vấn đề về trách nhiệm, về thẩm định cho vay, giám sát sử dụng vốn vay, xử lý rủi ro, quyền và nghĩa vụ các bên. Hoặc là các trường hợp sẽ chấm dứt hợp đồng ủy thác cho vay trước các thời hạn, xử lý vi phạm hợp đồng và một số các nội dung khác do hai bên thỏa thuận và phù hợp với lại quy định của pháp luật. Đối với cái nghiệp vụ ủy thác này á, thì như nói các bạn, chúng ta có hai hình thái. Một á, là nghiệp vụ ủy thác cho vay, và hai là nghiệp vụ ủy thác đầu tư. Về nghiệp vụ ủy thác cho vay, chúng ta cũng hiểu đây là việc á, bên ủy thác sẽ giao vốn là cho ngân hàng thông qua một cái hợp đồng ủy thác để trực tiếp cho vay thu nợ đối với khách hàng, đồng thời sẽ trả phí cho ngân hàng và sẽ thu được lãi tiền vay từ chính khách hàng vay. Tại Việt Nam thì hình thức này sử dụng chủ yếu trong giao dịch chứng khoán, gần đây mới xuất hiện trong các hoạt động của ngân hàng. Đặc điểm của nghiệp vụ này là ngân hàng không nhận vốn ủy thác để huy động vốn. Hợp đồng nhận ủy thác và ủy thác cho vay á, là thỏa thuận bằng văn bản giữa ngân hàng và bên ủy thác. Thời hạn ủy thác cho vay á, được tính từ khi ngân hàng bắt đầu nhận vốn ủy thác cho đến cái thời điểm trả hết vốn nhận ủy thác. Còn phí ủy thác là khoản tiền mà bên ủy thác á, trả cho ngân hàng để thực hiện các công việc theo hợp đồng nhận ủy thác và ủy thác. Về nghiệp vụ ủy thác đầu tư, chúng ta hiểu đây là việc tổ chức cá nhân mới đem vốn ủy thác cho ngân hàng nhằm được nhận một cái lãi suất thỏa thuận theo một cái hợp đồng cam kết. Còn ngân hàng sẽ sử dụng cái số tiền này để đầu tư vào các lĩnh vực khác nhau và có triển vọng sinh lời cao và phát triển mạnh trong tương lai. Hoặc cũng có thể đem cho vay với lãi suất đã thỏa thuận trước đối với người ủy thác, nhưng người ủy thác vẫn sẽ phải trả phí cho ngân hàng. Đặc điểm của nghiệp vụ này là ngân hàng chỉ đóng vai trò làm trung gian. Và ủy thác đầu tư thì nó tương tự như là gửi tiết kiệm, nhưng
khách hàng sẽ không có nhận sổ. Người gửi tiền á, phải ký một hợp đồng với ngân hàng. Khách hàng á, giao vốn, hưởng lợi suất hàng tháng và phải trả phí. Còn người gửi tiền á, thì sẽ giữ cái giấy xác nhận số tiền đã giao. Kế tiếp chúng ta sẽ tìm hiểu về nghiệp vụ ngân hàng đầu tư. Trong phần này chúng ta sẽ tuần tự làm rõ về khái niệm, rồi quản lý đầu tư, rồi các cái hoạt động của ngân hàng như là trung gian cho vay với các nhà đầu tư, rồi đầu tư tự doanh và ngân hàng đầu tư. Trước tiên nói về khái niệm, thì ta có thể hiểu là ngân hàng có thể dùng vốn điều lệ và quỹ dự trữ thực hiện các hoạt động đầu tư và kinh doanh vốn vào các doanh nghiệp và các tổ chức tín dụng khác. Nghiệp vụ đầu tư của ngân hàng khá đa dạng, bao gồm quản lý vốn ủy thác đầu tư, quản lý dự án, rồi công trình có vốn đầu tư hoặc là liên doanh của ngân hàng. Cũng có thể là sẽ nghiên cứu đầu tư, rồi kinh doanh chứng khoán và lưu ký chứng khoán. Về hoạt động đầu tư chủ yếu của ngân hàng thì đó là trao đổi mua bán các sản phẩm tài chính với cái ba bộ phận chính là front office gồm các hoạt động ngân hàng đầu tư, quản lý đầu tư, ngân hàng thương mại, nghiên cứu thị trường và tư vấn chiến lược. Middle office thì gồm các hoạt động như là quản lý rủi ro, quản lý tài chính và tư vấn pháp luật. Và back office gồm các hoạt động điều hành và kỹ thuật. Nói về cái nghiệp vụ quản lý đầu tư thì ngân hàng có hai cái nghiệp vụ sau đây. Thứ nhất đó là quản lý tài sản hay là dịch vụ ngân hàng đối với lại pháp nhân. Thứ hai đó là quản lý gia sản hay là dịch vụ ngân hàng đối với cá nhân. Đối với pháp nhân thì đối tượng khách hàng á, chính là tổ chức kinh tế. Ngân hàng á, sẽ làm các cái quản lý như quản lý quỹ đầu tư, quản lý danh mục đầu tư. Còn đối với lại khách hàng là cá nhân thì đối tượng đó là những cá nhân hoặc là gia đình giàu có. Ngân hàng làm các cái nghiệp vụ như là dịch vụ tư vấn và quản lý tài sản. Thì để thực hiện cái nghiệp vụ quản lý đầu tư này, ngân hàng thường á, sẽ thành lập các cái quỹ tương hỗ hoặc là quỹ hưu trí, quỹ đầu cơ, quỹ đầu tư vốn tư nhân, quỹ đầu tư mạo hiểm và quỹ khác. Và thông qua đó sẽ triển khai giao dịch với các khách hàng đối với lại các nghiệp vụ này. Nghiệp vụ thứ hai là nghiệp vụ trung gian cho vay giữa các nhà đầu tư. Khi á, làm trung gian cho vay giữa các nhà đầu tư ở trên cái thị trường chứng khoán thì á, ngân hàng sẽ làm trung gian nhằm để làm tăng cái độ đảm bảo cho cả hai bên và tạo ra một cái thị trường vay mượn rộng lớn hơn giữa nhiều nhà đầu tư. Ngân hàng làm nhiệm vụ đảm bảo cho giao dịch để nó được thực hiện đúng quy định và bảo vệ quyền lợi cho nhà đầu tư. Trong đó, người cho vay á, sẽ được hưởng lãi vay và nhận được cái tiền đặt cọc. Người đi vay á, thì có được chứng khoán để bán và có trách nhiệm phải mua lại chứng khoán để trả lại cho cái người cho vay sau. Còn nhà đầu tư cho vay á, thì sẽ đưa ra một cái lệnh gọi là chào vay chứng khoán với các điều kiện lãi suất và tỷ lệ ký quỹ nhất định. Các nhà đầu tư khác nếu thấy phù hợp thì sẽ khớp lệnh chào vay. Còn người cho vay á, thì có thể cũng sẽ phải chịu một cái rủi ro nhất định khi đặt lệnh mua nhưng lại không được. Do cái việc cho vay với điều kiện tài sản đảm bảo thấp và khi giá chứng khoán á, tăng mạnh. Thứ ba đó là nghiệp vụ đầu tư tự doanh. Thì để thực hiện nghiệp vụ đầu tư tự doanh, ngân hàng sẽ đứng ra làm trung gian về bao tiêu hay là bảo lãnh phát hành gọi là underwriting bằng cách mua lại cái số chứng khoán mới của tổ chức phát hành và chấp nhận rủi ro khi phân phối lại chứng khoán cho các nhà đầu tư. Đổi lại, ngân hàng sẽ nhận được một cái phần lệ phí bao tiêu tương ứng gọi là spread. Nghiệp vụ này thường diễn ra trên thị trường thứ cấp, bao gồm như là nghiệp vụ môi giới, nghiệp vụ đầu tư cho khách hàng, flow trading,
nghiệp vụ đầu tư tự doanh, sell trading hay là đầu tư về tài chính. Và nghiệp vụ thứ tư là nghiệp vụ về ngân hàng đầu tư. Thì thực hiện nghiệp vụ ngân hàng đầu tư, thì ngân hàng sẽ tham gia một số các cái hoạt động như thực hiện như nghiệp vụ đầu tư trên thị trường sơ cấp, nghiệp vụ đầu tư về danh mục vốn, nghiệp vụ tư vấn mua bán sáp nhập doanh nghiệp hoặc là nghiệp vụ đầu tư để tái cơ cấu về doanh nghiệp. Về nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán thì phần này ở tại các ngân hàng thường sẽ có cái phòng và phòng đầu tư, hoặc một số ngân hàng sẽ tách ra mở các công ty chứng khoán trực thuộc ngân hàng. Và khi đã thực hiện các nghiệp vụ này thì ngân hàng cũng làm chức năng như một cái công ty chứng khoán trên thị trường, đó là các nghiệp vụ như là tự doanh về chứng khoán, môi giới chứng khoán, rồi làm cho vay lưu ký chứng khoán, hoặc là làm tư vấn rồi về chứng khoán cho nhà đầu tư, vân vân có liên quan. Về nghiệp vụ tự doanh thì đây là nghiệp vụ đầu tư trên cái thị trường sơ cấp, hoặc là có thể là đầu tư về danh mục vốn, rồi tư vấn mua bán sáp nhập doanh nghiệp, hoặc là đầu tư tái cơ cấu về doanh nghiệp. Về nghiệp vụ cuối cùng đó là nghiệp vụ kinh doanh về ngoại hối, thì đây là nghiệp vụ cũng có liên quan khá nhiều văn bản pháp luật. Để tìm hiểu thêm về nghiệp vụ này thì các bạn nên tìm đọc thêm một số các văn bản pháp luật như là pháp lệnh ngoại hối năm 2005, quyết định 679 năm 2002 về giao dịch ngoại tệ, quyết định 1081 năm 2002 về trạng thái ngoại hối, quyết định 479 năm 2004 về hạch toán kinh doanh ngoại tệ, quyết định 29 năm 2006 về hạch toán kinh doanh ngoại tệ. Thì trong khi thực hiện các nghiệp vụ này đó thì ngân hàng sẽ thực hiện một số các nghiệp vụ lớn sau. Thứ nhất đó là kinh doanh về ngoại tệ. Thì nhìn chung các loại hình về nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ mà ngân hàng sẽ tham gia như là kinh doanh ngoại tệ trên thị trường quốc tế, rồi giao dịch về hối đoái, giao ngay, ta còn gọi là spot, rồi giao dịch hối đoái có kỳ hạn như là forward, rồi giao dịch hối đoái hoán đổi currency swap, hoặc là giao dịch hối đoái quyền chọn option. Về kinh doanh vàng thì khi thực hiện nghiệp vụ kinh doanh vàng, ngân hàng có thể thực hiện mua bán gửi vay ngoại tệ, tham gia thị trường ngoại tệ, kinh doanh gia công chế tác, xuất nhập khẩu vàng kim loại quý, hoặc là có thể thực hiện các cái dịch vụ liên quan như là giữ hộ vàng, ngân quỹ vàng, tiết kiệm vàng, thanh toán và chuyển ngân, và cũng có thể cho vay bằng vàng, hoặc là thực hiện các dịch vụ phái sinh gồm quyền chọn hợp đồng kỳ hạn ngoại tệ, hoặc thực hiện các dịch vụ cho thuê két sắt giữ hộ vàng, hay là thực hiện dịch vụ môi giới mua bán vàng ngoại tệ, và cuối cùng đó là kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài. Thì cái vấn đề này chúng ta cũng đã biết là Ngân hàng Nhà nước đã cho phép vào năm 2006. Thì khi tiến hành về kinh doanh này đó, ngân hàng có thể thực hiện 3 nghiệp vụ. Đó là kinh doanh vàng vật chất, kinh doanh vàng tài khoản, kinh doanh các cái giao dịch phái sinh vàng gọi là derivative. Phần vừa rồi cũng đã trình bày cho các bạn là kết thúc toàn bộ cái nội dung của chương chính. Ở trong những cái phần nội dung này, để có thể củng cố thêm thì các bạn nên tiến hành tổ chức học nhóm, rồi có thể đi thực tế để tìm hiểu thêm các cái mô hình về thực hiện các nghiệp vụ này. Dĩ nhiên trong thực tế không phải tất cả các ngân hàng đều có thể tham gia được các hoạt động khác, mà mỗi một ngân hàng có thể tùy vào thế mạnh có thể khai thác các cái dịch vụ này dưới góc độ khác nhau. Thì cũng tại thị trường Việt Nam
cũng có một số các ngân hàng đã được nhà nước là cho phép là được đặc quyền về kinh doanh một số các dịch vụ. Còn một số các dịch vụ khác thì là coi như là sẽ được diễn ra ở mức độ thấp. Vì vậy khi đi thực tế, các bạn nên chia nhóm và mở rộng tìm hiểu ở trước về các ngân hàng để chúng ta có thể coi như là tham quan và tìm hiểu sẽ tốt và trọn vẹn hơn. Về các cái nghiệp vụ về kỹ thuật khi mà coi như tiến hành thì nó là các nghiệp vụ về vấn đề chuyên biệt. Đúng không? Thì những cái phần này trong cái môn học không thể khai thác hết cho các bạn, chỉ có thể cung cấp cho các bạn hình dung được toàn cái quy trình cũng như là toàn bộ cái vấn đề mà một ngân hàng sẽ thực hiện. Còn các nghiệp vụ cụ thể như thế nào, giao dịch cụ thể thế nào để các bạn sẽ tìm hiểu trong thực tế. Rồi, để cho chuẩn bị cho tuần sau, còn cái chương cuối cùng thì các bạn cũng nên tìm hiểu thêm một số các cái quy định có liên quan về quản lý rủi ro, và cũng như các cái tài liệu có liên quan. Xin chân thành cảm ơn các bạn.